Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh được báo cáo vào đêm muộn tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhà cửa bị sập và người dân bị mắc kẹt. Theo truyền thông chính thức cho biết, có 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một người dân Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 10 giờ 55 phút tối ngày thứ Năm, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, với độ sâu tiêu cự 16 km. Đây là một trận động đất cực nông, chiếc đèn chùm trên trần lắc lư. Anh cuộn chăn vội vàng gọi điện cho gia đình, nhưng may mắn người thân trong gia đình anh vẫn ổn. Mạng lưới động đất Trung Quốc Yangtze xác định rằng vào lúc 7 giờ 34 phút hôm thứ Sáu, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự là 17 km. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, từ tối ngày thứ Năm đến 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, 65 cơn dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó, cơn dư chấn lớn nhất có cường độ 5,3 độ Richter khiến các tòa nhà bị sập ở thị trấn Mê Tông và thị trấn Shanghe. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, xác định có 12 người chết và 125 người bị thương. Hàng hóa trong siêu thị rơi xuống sàn, sàn nhà xuất hiện những vết nứt lớn. Ngoài ra, khi trận động đất xảy ra, nhiều sinh viên của Đại học Trùng Khánh ở Trùng Khánh nằm cạnh Tứ Xuyên đã vội vã rời khỏi ký túc xá của họ. Tuy nhiên, có thể thấy nhiều bài viết thảo luận trên Weibo nói rằng khi trận động đất xảy ra, các sinh viên trong ký túc xá phải trải qua nhận dạng khuôn mặt từng người một. Có thể thấy trong ảnh nhiều học sinh đang đứng ở phía bên kia cổng, khiến các sinh viên cảm thấy khá vô lý và chỉ trích sự chậm trễ trong thời gian sơ tán. Vào lúc 13 giờ 21 phút giờ Đài Bắc hôm nay, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại quận Kim Khẩu Hà, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn nằm gần thành phố Nga Mi Sơn, ở độ sâu tiêu cự chỉ 14 km, mặc dù quan chức này tuyên bố rằng chưa nhận được báo cáo về thương vong hay thiệt hại, cũng như không có hình ảnh nào được truyền thông địa phương công bố. Ở thành phố Lạc Sơn, trận động đất rung lắc kéo dài ít nhất 10 giây và có tiếng la hét ở khắp mọi nơi, bao gồm cả thành phố Lạc Sơn, thành đô Nghi Tân. Trận động đất đã được cảm nhận rõ ràng. Nếu có bất kỳ tin tức nào về thương vong tiếp theo, chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo cho quý vị và các bạn. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, nhiều nơi ở Trung Quốc đã trải qua thời tiết khắc nghiệt trong nhiều ngày, ít nhất 20 tỉnh có mưa lớn. Cuối tuần vừa qua, Tứ Xuyên lại tiếp tục có mưa xối xả và đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi, trong đó Huyenshan County, Daju County và các thị trấn khác ở Daju bị lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dân địa phương tiết lộ rằng hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, nhiều hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo trước, người dân không có thời gian để thoát thân vào lúc nửa đêm. Được biết, một số thị trấn ở quận Huyenshan, quận Daju và những nơi khác ở Daju đã trải qua mưa bão lớn và lũ lụt tồi tệ nhất từ trước đến nay. Video từ hiện trường cho thấy cả con phố ngập trong dòng nước lũ, một số người hét lên, hết rồi. Một số người vật lộn để sống sót trong lũ và tất cả các cửa hàng ở tầng 1 đều bị nhấn chìm trong nước. Nước ở thị trấn Tuxi, huyện Huyenshan dâng cao cuồn cuộn, một số người suýt bị lũ cuốn trôi nhưng đã được cứu sống kịp thời. Nhiều phương tiện bị ngâm trong nước. Những người được hỏi tại sao khu vực bị lũ lụt ở Daju tiết lộ rằng một số hồ chứa xả lũ cùng lúc mà không có cảnh báo trước. Ít nhất hàng chục thị trấn trong khu vực đã bị ngập lụt với khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng. Một số người đã bị lũ cuốn trôi và cuộc sống của họ không biết sẽ ra sao. Ông Yang, một chủ cửa hàng ở thị trấn Chanban, huyện Huyenshan, thành phố Daju cho biết, trời mưa to, hồ chứa đang xả lũ và tôi ngủ thiếp đi lúc 1 giờ đêm. Khi lũ đến, mọi người không kịp chạy tránh lũ. Lũ lụt khủng khiếp, thiệt hại nặng nề và những ngôi nhà bị ngập sâu trong nước hơn 2 mét. Hàng hóa, đồ dùng và tất cả mọi thứ đều bị nước cuốn trôi không còn lại gì. Nước đã rút, những con đường đều bị hư hỏng, nước, điện và thông tin liên lạc đều ngừng hoạt động. Vào ngày hôm qua, tại khu vực của Daju, hướng nhà máy chế biến rượu gạo Yuhua về phía Shihe, Qingshui và Miaobao đã bị ngập lụt nghiêm trọng và giao thông không thể đi lại được. Một chủ cửa hàng ở Daju County, Daju cho biết, có một số hồ chứa ở đây đã xả lũ, không thông báo. Tại Miaobao và Qingshui ở phía Yuhua,
nơi này lũ lụt nghiêm trọng hơn và hôm qua nước dâng rất cao. Một số vùng nông thôn tình trạng nghiêm trọng hơn do lưu lượng nước về quá lớn, có nhà bị sập. Hôm nay trời không có mưa nên lũ đã rút. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, trong 2 ngày qua có mưa lớn ở phía Đông và Nam Tứ Xuyên. Tính đến 13 giờ ngày hôm qua, 121.600 người ở 6 thành phố Luzhou, Mianjiang, Nanchong, Daju, Bahong và Gansu đã bị ảnh hưởng. Và ngày hôm qua, một số chuyến tàu và chuyến bay ở thành phố Daju buộc phải tạm dừng hoạt động. Thưa quý vị, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã ập đến phía Tây Nam Trung Quốc, gây lũ quét và ngập lụt nhà cửa ở nhiều khu vực. Riêng tại tỉnh Tứ Xuyên, hàng chục nghìn cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm nghìn người khác bị ảnh hưởng. Hôm thứ Bảy, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát đi hình ảnh hàng chục nghìn người dân Trùng Khánh sơ tán với sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ bằng thuyền, đồng thời cho biết lượng mưa ở Trùng Khánh lên tới gần 220mm trong 30 giờ, một kỷ lục mới kể từ năm 1958. Tại tỉnh Tứ Xuyên lân cận, hơn 62.600 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, hơn 656.600 người bị ảnh hưởng và hơn 8.500 ngôi nhà bị lũ lụt và lở đất phá hủy. Truyền thông địa phương đưa tin tổng thiệt hại khoảng 3,2 triệu đô la Mỹ. Kể từ thứ Năm tuần trước, nhiều thành phố ở Tây Nam Trung Quốc lần lượt hứng chịu mưa lớn. Tại thị trấn Shide, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, một số con đường đã bị phá hủy và nguồn cung cấp điện và nước bị cắt. Theo các phương tiện truyền thông chính thức cho biết, cư dân của 16 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trong khi Đài Loan đang nghiêm ngặt đề phòng cơn mưa bão bao quanh, thì gần đây lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam, Chiết Giang và những nơi khác ở Trung Quốc. Các thị trấn bị tàn phá nặng nề. Một số người nói rằng chính phủ đã không thông báo đầy đủ về việc xả lũ và hơn chục người đã bị chết đuối. Họ tức giận cáo buộc chính quyền và các phương tiện truyền thông đã không thông báo trước khi xả lũ để người dân tránh lũ kịp thời. Theo các nguồn tin chính thức, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn kể từ đầu mùa lũ, 377 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo. Gần 80% các con sông với số con sông vượt mức cảnh báo trong cùng kỳ từ năm 1998. Gần đây, mưa lớn đổ xuống ở Quảng Tây, Hồ Nam, An Huy, Quý Châu và những nơi khác và lũ lụt số 3 năm nay đã xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Trong số đó, sông Tương Giang, sông Mẹ ở Hồ Nam, nhiều nơi đã bị vỡ đê vào tuần trước. Thị trấn Lianli, thị trấn Xiaoliu trên sông Tương Giang, đoạn hồ Tào Gia của thị trấn bị vỡ đê. Làng Yangjun, đoạn kè sông Tương Giang ở Hồ Nam bị vỡ. Vào hôm Chủ nhật, một vết nứt dài 30m đã xuất hiện ở làng Jiaolin, quận Luku, thành phố Chu Châu. Ông Li, người dân Chu Châu, Hồ Nam cho biết, mấy hôm trước lũ lên nhanh, đoạn đê của sông Tương Giang bị vỡ và đang được vá đê nhưng hiện vẫn chưa xong. Người dân bên cạnh đê đã bị ngập lụt. Có một số con sông ở dưới Chu Châu thuộc thành phố Li Linh, bờ đê nơi này cũng đang bị vỡ. Có thông tin cho rằng có khoảng hơn chục người đã chết. Chính phủ và các phương tiện truyền thông chỉ nói những điều tốt, không phải những điều xấu. Đó là tất cả những lời dối trá và lừa dối người dân. Được biết, người dân vùng bị thiên tai đang thảo luận về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do hồ chứa thượng nguồn xả lũ gây ra. Nhưng chính phủ và các phương tiện truyền thông chính thức đã báo cáo sai sự thật, lũ lụt ở nhiều nơi không được đưa tin. Ông Tan, một người dân ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam nói, hóa ra khi đập Tam Hiệp được xây dựng, người ta nói rằng nó có thể chịu được lũ lụt nghiêm trọng. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng để đảm bảo sức mạnh của con đập, khi lũ đến muốn xả lũ thì lũ lụt càng nghiêm trọng. Truyền thông chính thống không đưa tin lũ lụt nhiều nơi, nếu họ làm như vậy sẽ làm mất lòng dân. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Trường Sa vào ngày hôm qua, báo cáo mới nhất từ Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn Trường Sa cho biết, tính đến 11 giờ ngày hôm qua, Chu Châu, Tương Đàm và Trường Sa vẫn ở trên mực nước cảnh báo và dòng chính của sông Tương Giang phía trên Hoàng Sơn đã rút khỏi mực nước cảnh báo. Đài quan sát khí tượng tỉnh dự báo, ở Hồ Nam vẫn có mưa trong vài ngày tới nhưng sẽ yếu đi đáng kể. Kính thưa quý vị khán giả, mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ quét tại Tứ Xuyên và Cam Túc của Trung Quốc. Được biết, 12 người đã thiệt mạng và 12 người đã mất tích tại hai nơi. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn bắt đầu vào tối thứ Năm ở phía tây của huyện tự trị Beng Chân Quang, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Từ sáng sớm ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, lượng mưa đo được là 110mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở thị trấn Kianpian và thị trấn Basi ở thượng nguồn, đỉnh lũ sông Kianpian và King Chiu Wu đã hội tụ và chồng lên nhau ở thị trấn Basi.
làm cho 22.300 người ở 13 thị trấn địa phương bị ảnh hưởng, ít nhất 6 người chết và 12 người mất tích. Cùng lúc đó, tại thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc cũng xảy ra thảm họa do mưa lớn. Được biết, đã có 6 người thiệt mạng và 3.000 người phải sơ tán, gấp đôi so với lượng mưa trung bình hàng tháng. Một số chuyên gia cho rằng, dưới tác động của biến đổi khí hậu, không khí ấm hơn có thể tích trữ nhiều hơi ẩm hơn. Khi năng lượng được giải phóng dễ gây mưa lớn nên sẽ ngày càng có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự. Giới chức Trung Quốc chỉ ra rằng trận lũ số 3 của sông Hoàng Hà năm nay hình thành ở trung lưu sông và đổ về hạ lưu vào hôm thứ Năm. Hôm nay đo được dòng chảy lớn nhất trong 42 năm qua khi đi qua Hà Nam. Sau khi quan sát, người ta thấy rằng đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979. Lưu lượng dòng chảy lên tới 8.360 mét khối trên giây. Vì vậy, các quan chức đã khẩn trương dốc toàn lực xả lũ. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho thấy do dòng chảy của sông Weihe và nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà gia tăng, dòng chảy của trạm thủy văn thông quan ở giữa của sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.090 mét khối mỗi giây vào lúc 11 giờ đêm ngày thứ Năm và trận lũ số 3 sông Hoàng Hà năm nay. Khi lũ tiếp tục tiến về hạ lưu, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho đoạn sông ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam vào ngày thứ Sáu, cao hơn 11.000 mét khối mỗi giây. Lũ lụt khiến hồ chứa Tam Môn Hạ phải khẩn cấp mở toàn bộ 26 lỗ xả để xả lũ. Các quan chức Samensia cho biết dòng chảy từ trung và thượng lưu sông Hoàng Hà tiếp tục ở mức cao. Dự kiến dòng nước lớn như vậy sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ. Mục tiêu phòng chống lũ năm nay sẽ tiếp tục được giám sát. Hiện chưa có công bố có thiệt hại hay không. Đây là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!